Bắt đầu chưa? Bắt đầu hả? Bắt đầu chưa? Hello hello cả nhà, vô đi cả nhà ơi. Chỉ một phút nữa thôi, một phút nữa thôi Thảo sẽ bắt đầu live nha. Chỉ một phút nữa thôi sẽ bắt đầu nói chuyện với cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà có đi đâu chơi không? Hôm nay cả nhà ăn gì nhỉ? Comment cho Thảo biết hôm nay cả nhà ăn gì hè. Đừng bao em nó, đừng bao câu hỏi của em nó. Thôi bắt đầu nha, không tào lao nữa, bây giờ sẽ bắt đầu tư vấn với mọi người. Hôm nay thì Thảo đây, chắc không may lại gì máy, Phương Thảo Chiba Mobile. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về những cái dịch vụ của AU nha. Hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người về dịch vụ của AU. Thì vẫn như mọi lần, trước đầu cái live, cái video với cái live thì Thảo muốn giới thiệu sau một chút xíu nữa về Chiba Mobile. Vẫn như mọi khi thôi, thì Chiba Mobile là một cái shop điện thoại dành cho người nước ngoài ở khu vực Chiba, Tokyo, và thậm chí có nhiều khách đến từ Saitama này, đến từ Kanagawa, có người đã từng đến từ Hinma rồi đây cả nhà. Thì đó là về cái lượng khách của shop. Thì khách có rất là nhiều shop từ các nước khác nhau, Việt Nam, Nepal, Philippines, Pakistan, và có cả các bạn Bhutan, Vietnam, rất là nhiều người đến rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm tin tưởng ở Chiba Mobile nha, không phải chỉ là một cái shop dành cho người Việt đâu, mà là shop, một cái shop điện thoại dành cho người nước ngoài nha, một shop điện thoại quốc tế nha. Thì ở Chiba Mobile có các dịch vụ, đó là Docomo AU. Và Docomo AU thì mình có thể là nâng cấp nè, đăng ký mới nè, hoặc là mình chuyển mạng nè. Cái thứ hai nữa đó là UQ. Thì cái dịch vụ của UQ là sẽ gồm có SIM UQ, SIM hoặc điện thoại của UQ, hoặc là Wi-Fi cầm tay nha. Thì cái này là thỉnh thoảng Thảo cũng hay live nói riêng về UQ rồi cả nhà. Hôm nay sẽ không có nói nhiều về UQ nữa, mà mình sẽ nói về AU. Mà trước khi sang nói nhiều về AU thì muốn nói đến một cái cuối cùng nữa, một dịch vụ nữa của Chiba Mobile, đó là dịch vụ về Wi-Fi cố định nha. Wi-Fi cố định, Wi-Fi con chó, Wi-Fi cố định, Wi-Fi con chó, và một thứ nữa đó là bảo hiểm tại Chiba Mobile, bảo hiểm dành cho nước ngoài, gọi là online support. Rồi mình sẽ đi vào AU nha. Trong chờ một phút thôi, một phút trước khi đi vào giới thiệu AU, thì bạn đang dùng gì nè? Các bạn đang xem video này, bạn đang dùng gì hả? Nếu như bạn đang dùng AU thì comment ở bên dưới giúp Thảo đi, comment ở bên dưới giúp Thảo. Thảo nghĩ rất là nhiều các bạn Việt Nam mình dùng AU. Vì sao? Vì Thảo thấy là hầu như các bạn mà mới sang á thì đều được trường nè, đều được các anh chị senpai người ta giới thiệu cho mình dùng AU, phải không các bạn? Thì thực ra AU rất là nhiều bạn dùng AU, nhưng mà các bạn có những điều mới mẻ của AU mà các bạn không hề biết. Thì hôm nay Thảo xin được giới thiệu sao về AU tại Chiba Mobile. Là AU tại Chiba Mobile thì shop cũng có đăng ký mới nè, chuyển mạng và nâng cấp đều có hết nha. Nhưng chỉ có điều đối với người nước ngoài thì AU nó hơi khó một tí, vì cái tỷ lệ nợ mạng rất là cao. Ở AU tỷ lệ nợ mạng cao lắm, nên là ví dụ như bạn là người nước ngoài, bạn muốn đăng ký mới tại AU nha, bạn muốn đăng ký mới một cái SIM, một cái máy AU, và để trả góp máy AU, thì cái điều mà cái yêu cầu đầu tiên hết là bạn phải có thẻ credit. Thẻ credit là gì? Đây là một loại thẻ tín dụng, tại Nhật của Việt Nam cũng có thẻ, gọi là thẻ thanh toán tín dụng á mọi người. Thì có thẻ này bạn có thể trả góp được AU đó. Thì cái này người nước ngoài hơi khó có, nhưng bạn nào có thì có thể đăng ký mới được AU nha. Đó thì mình chỉ vì cái số lượng các bạn mà có thẻ AU rất có thẻ credit rất là ít, nên là hầu như mọi người cũng không có đăng ký được AU máy. Nên là mình sẽ đánh mạnh nói nhiều hơn về nâng cấp nha. Rồi, nhưng trước khi nói về nâng cấp thì mình xin nói sơ lại một chút xíu nữa về cái điều kiện đăng ký mới tại UQ. Đó là bạn phải có thẻ credit này. Cái thứ hai nữa là nếu như bạn muốn trả góp thì để trả góp được 1 năm thì bạn phải có visa trên 14 tháng. Để trả góp được 2 năm thì bạn phải có visa trên 26 tháng. Để trả góp được 3 năm thì bạn phải có visa trên 38 tháng. Và để trả góp 4 năm thì bạn phải có visa trên 50 tháng nha. Và điều kiện đó là bạn phải có thẻ credit. Nếu như bạn là
nếu như bạn là người nước ngoài đó mà đang nghe tiếng Việt thì phải là người nước ngoài và còn gì nữa. Rồi tiếp theo thì Thảo xin giới thiệu về cái chương trình nâng cấp nha. Chương trình nâng cấp tại EU rất là hot mọi người. Mọi người chắc dạy mọi người hay thấy Chiba Mobile đăng bài rất là hot, đó là EU giảm giá cho XS Max chỉ 7 măng, chỉ còn có 9 măng thôi. Đảm bảo mọi người đây là chương trình chỉ có tại Chiba Mobile thôi. Tại vì ở những nơi khác bạn không, người ta sẽ không giới thiệu và không có cái chương trình giảm 7 măng cho bạn máy XS Max đâu. Nhưng tại Chiba Mobile là có nha. Thì mình xin nói sau một tí xíu, đó là đây là con máy tại Chiba Mobile thì không phải chỉ một mình máy XS Max đâu nha. Bạn vẫn có thể có máy XS nè, XS, XR và máy XS Max nha. Loại nào cũng có hết, nhưng mà thường mọi người hay thích XS Max nên là thành ra chính đó là lý do tại sao mà Thảo chị ơi có hay giới thiệu XS Max. Rồi, XS Max thì nó có 3 màu nha. Nó có 3 màu, đó là màu trắng nè, màu đen và màu gold. Màu gold thì hiện tại đang hết hàng rồi, ngày mai Hà sẽ về quay mở nhạc ha. Hôm nay quay mở nhạc gần xong rồi nhưng mà chờ chút xíu để mở nhạc nha. Đó rồi nha. Khi mà bạn ví dụ như hôm bây giờ bạn đang dùng cái gói cước của EU, ví dụ như bạn đang dùng ví dụ như bạn đang dùng điều kiện để bạn nâng cấp EU, đó là bạn phải có thứ nhất visa trên 3 tháng, thứ hai là cái máy hiện tại EU, máy EU hiện tại bạn phải dùng trên 6 tháng nha, bạn phải dùng trên 6 tháng bạn mới nâng cấp được EU. Và các bạn hỏi là chị ơi nếu em nâng cấp EU thì cước là bao nhiêu, thì Thảo xin trả lời là nếu bạn nâng cấp EU máy XS Max 256GB thì là 3,5 một tháng, và 256GB thì là 3,9 một tháng nha cả nhà nha. Và nếu như bạn muốn hỏi là cái tiền tổng cả sim cả máy là bao nhiêu, thì Thảo xin nói một câu là cái này rất là khó để mà shop trả lời cho bạn ngay. Vì sao? Vì cái tiền hàng tháng nó có hai loại. Cái tiền hàng tháng nó có gồm có một là tiền sim, hai là tiền máy. Tiền máy thì như Thảo mới nói lúc nãy, và tiền sim á thì nó tùy theo cái gói cước hiện tại bạn đang sử dụng và tùy theo cái hợp đồng của mình. Ví dụ như cái hợp đồng hiện tại bạn có dùng thêm những cái dịch vụ khác thì bạn cũng sẽ trả tiếp tục như thế, nên là rất khó để Thảo nói đúng chính xác được đối với từng bạn. Nên để đăng ký EQ để nâng cấp EU thì các bạn hãy đến shop đi, shop sẽ kiểm tra hợp đồng của bạn thật kỹ, xong rồi sẽ tư vấn cho bạn về cái gói cái tiền cước hàng tháng cụ thể như thế nào. Rồi và một cái nữa, và nhưng mà mình có thể nói chung chung được, đó là ví dụ như bạn dùng gói nghe gọi hơi đây 5 phút và internet 3G thì tiền cước cả tiền sim và tiền máy hàng tháng nó sẽ tầm tầm là tầm 8 sen cả nhà nha. Đó là bạn trả góp trong vòng chỉ có 2 năm thôi đó. Còn nếu như mà bạn dùng gói 20GB thì tổng nó tầm tầm sẽ là tầm 1 măng mốt. Nó sẽ tầm tầm 1 măng mốt bằng 1 măng 2 gì đấy cho cả tiền máy và tiền sim. Đó. Cái gì vậy bác? Đang suy nghĩ nói gì nữa về EU. Mi có câu hỏi gì không? Gửi cho chị. Về cái đúng rồi nha, về một cái nữa, sim cũ với sim mới thì có thể là các bạn không có rành lắm, nhưng mà cái điều đó rất là quan trọng. Ví dụ như khi bây giờ ví dụ như là bây giờ bạn đang dùng iPhone 7 đi, thì bạn nâng cấp lên XS Max, thì hiện tại cái iPhone 7 là bạn đang dùng sim đen, thì bạn phải khi bạn nâng cấp người ta sẽ nâng cấp và phát cho bạn một cái sim mới là sim màu vàng này, người ta gọi là sim trắng đó, mà sim này thì là sim dùng cho các đời iPhone 8 trở lên cho đến XS Max bây giờ. Nên nếu như mà bạn đăng ký iPhone 7 thì bạn sẽ dùng cùng cái sim đó, còn nếu như mà bạn iPhone 8 nếu như iPhone 7 thì bạn sẽ đổi sim, và iPhone 8 thì sẽ là cùng sim. Rồi cái thứ hai nữa là ví dụ như khi bạn dùng EU đi, bạn trả góp trong vòng 2 năm, thì khi bạn hủy, bạn nâng cấp lên máy khác, thì lúc đó bạn phải để ý một cái nè. Cái máy hiện tại bạn đang dùng là bạn mua đứt hay là bạn trả góp? Nếu bạn mua đứt thì bạn sẽ không phải bị tiền phạt
tiền trả góp máy cũ hàng tháng nữa. Nhưng nếu như bạn trả góp thì cái tiền cước mới sẽ bao gồm này, tiền sim này, tiền máy XSmart 33,5 cent và tiền máy cũ nha cả nhà nha. Cái này là bạn phải để ý, nhưng mà bạn yên tâm đi, bạn khi bạn lên tới Chiba Mobile rồi thì trước khi làm cho bạn thì Bshop sẽ tra hết tất cả những cái khoản nào mà bạn đang dùng, đang sử dụng, máy cũ bao nhiêu. Đây mình sẽ tư vấn đầy đủ hết, không có để cho mọi người không biết rồi mình trả hàng tháng nó cao, là cái đó không có đâu, nên mọi người sẽ yên tâm được. Cái thứ hai nữa là nhiều bạn, ví dụ như nhiều bạn sẽ hỏi chị ơi, bây giờ em đang dùng cái sim làm chỉ có 4 cent thôi một tháng thôi, thì em đang cấp tiền XSmart thì có phải là 7,5 cent không chị? Thì rất là nhiều bạn hỏi câu này nha, nhưng mà mình xin trả lời là rất là khó để nói. Vì ví dụ như mà bây giờ bạn đang chỉ trả tiền sim 4,5 cent, nhưng mà cái lúc mà bạn mua sim á, mua sim và mua máy, ví dụ như bạn mua đứt cái máy đi, thì bạn hàng tháng bạn sẽ có tiền qua DPG, tiền giảm cước vào cái tiền sim. Là ví dụ như cái gói nghe gọi hôi đai 20 phút, nghe gọi hôi đai 5 phút và internet 20 GB, thì tiền cước của nó là cho ví dụ như là 6,7 cent, 6,8 cent, cho là 7 cent đi. Thì bạn khi mà bạn có qua DPG có giảm giá 2 cent hàng tháng vì bạn mua đứt máy cũ, thì lúc đó hàng tháng bây giờ bạn chỉ trả đâu có tầm 5 cent. Nhưng thực tế là cái tiền sim, tiền gói cước là đến 6 cent, 7 cent nào. Nên là ví dụ như bạn nâng cấp thì tiền bạn phải trả đó là tiền thực của cái sim, chứ không phải là tiền bạn đang thực trả. Tiền thực của cái sim, tiền thực của gói cước cộng với tiền máy nha cả nhà nha. Rồi thêm một cái nữa đó là ở nơi khác khi mà bạn nâng cấp á, thì tiền nâng cấp nó tầm một măng hơn chẳng hạn. Nhưng tại Chiba Mobile thì chỉ có 8 cent thôi cả nhà nha. Có gì mọi người hãy inbox shop được hỏi kỹ hơn. Và mọi người nhớ nha, Thảo vẫn nhắc lại một lần nữa, rất là quan trọng. Chương trình trả góp máy XSmart mình được nâng cấp EU, mình được giảm giá cái tiền máy 7 măng và chỉ còn tiền máy 9 măng cho cái con máy XSmart thôi. Chương trình này sẽ hết trong tháng 7 này nha. Nên mọi người bạn nào mà đang dùng EU mà mình muốn dùng lấy XSmart á, thì hãy liên hệ shop nhanh, ngay cả nhà nha. Và một cái điều quan trọng nữa để cho mình nâng cấp EU, ngoài cái yêu cầu visa trên 3 tháng và yêu cầu bạn phải dùng EU 6 tháng, thì một yêu cầu rất là quan trọng đó là bạn phải trả tiền EU thật là đàng hoàng. Vì sao? Vì có rất là nhiều bạn ấy, bạn ơi mình đủ visa, mình dùng trên 6 tháng rồi, nhưng cuối cùng đánh shop lại không nhận được sim. Vì sao bạn không nhận, lại không nhận được máy? Vì sao bạn không nhận được máy? Vì bạn trả tiền hàng tháng tại Combini. Mà một khi mình trả tiền hàng tháng tại Combini thì nó rất là khó để nâng cấp EU, mình sẽ bị trượt sim xa mọi người. Nên là mọi người phải cố gắng, bạn nào mà đang dùng EU mà mình trả tại Combini nha, mà mình có ý định nâng cấp sau này, thì ngay và luôn đến Chiba Mobile hoặc là bạn đi ra shop EU gần nhất, bạn đổi và bảo người ta đổi cho tôi trả tiền qua ngân hàng. Thì sau khi mình trả tiền qua ngân hàng tầm vài tháng cho nó chan tờ đi, mình trả cho nó đàng hoàng qua ngân hàng hàng tháng thì mình sẽ nâng cấp được nha mọi người nha. Rồi, và tóm lại một lần cuối cùng nữa là tại Chiba Mobile đang chạy chương trình nâng cấp EU giảm cước 7 măng, chỉ còn có 9 măng thôi cho XSmart và hàng tháng chỉ có 3,5 cent thôi nha. Và nếu như mình, và đó là trả góp trong vòng 2 năm. Đó, thì mọi người có cái câu hỏi gì thì hãy comment bên dưới hoặc là inbox trực tiếp cho Thảo hoặc inbox cho Chiba Mobile nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Ủa cái nào chị cũng nói vừa đủ 14 phút à.